chỉ huy quân sự thành phố Hà Tiên cho biết đã tăng cường nhiều biện pháp siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố do người dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Campuchia liên tục về nước sau khi dịch bệnh tại Campuchia bùng phát. Theo ghi nhận, tại các khu cách ly tập trung từ ngày 24 đến 28 tháng 2, đã có hơn 180 người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Đặc biệt, có ngày ghi nhận gần 80 người dân đồng loạt nhập cảnh về nước. Qua lấy mẫu xét nghiệm đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Hiện các trường hợp nghi nhiễm đã được chuyển đến Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên theo dõi sức khỏe. Sau khi phát hiện 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, dương tính lần 21 với virus SARS-CoV-2. Tỉnh Kiên Giang đã quyết định xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong các khu cách ly. Sau khi ghi nhận có ca nhiễm COVID-19, thành phố Hà Tiên đã phân luồng điều tra dịch tễ, cách ly riêng 182 trường hợp tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm, đồng thời phun thuốc khử trùng khu vực cửa khẩu, khu cách ly tập trung, kiểm soát chặt chẽ khu cách ly tránh tình trạng lây nhiễm chéo và mở rộng lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế, nhân viên phục vụ. Đến thời điểm này, tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố vẫn đang tổ chức cách ly tập trung cho 417 người. Để đảm bảo lực lượng quản lý tổ chức cho công dân tại các khu cách ly tập trung, đảm bảo sinh hoạt, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định là điều không hề đơn giản. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động tối đa các lực lượng thường trực. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động tối đa các lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện, vật chất cho khu cách ly. Hàng chục cán bộ chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã được điều động luân phiên, nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và bố trí thành các bộ phận khác nhau với nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an ninh trong, ngoài doanh trại, quản lý, tiếp nhận công dân, ra vào nấu ăn, hậu cần kỹ thuật, quân y, dọn dẹp vệ sinh.